Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa đến Melbourne vào tối thứ Hai để tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia và bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia từ ngày 5 đến 9 tháng 3, theo lời mời của Thủ tướng Anthony Albanese. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia đã có những bước phát triển nhanh chóng và tích cực trên nhiều lĩnh vực trong thời gian gần đây, đặc biệt trong hợp tác thương mại khi cả hai nước trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của nhau và thương mại song phương đạt 14 tỷ đô la vào năm 2023. Chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính được kỳ vọng cũng sẽ thúc đẩy đáng kể hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và tạo đà hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng sạch, hợp tác môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, theo Thông tấn xã Việt Nam. Theo lời đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm, dự kiến hai bên sẽ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, thương mại, ngân hàng, tài chính, ngoại giao, giáo dục, tư pháp, khoa học công nghệ. Những văn kiện và thỏa thuận quan trọng được ký kết trong chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ nâng tầm quan hệ Việt Nam-Australia lên tầm cao mới, góp phần nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện, như lãnh đạo hai nước đã tuyên bố trước đó. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Việt Nam dự kiến sẽ gặp gỡ, hội đàm với các lãnh đạo nước này và tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Australia. Ông Phạm Minh Chính cũng sẽ đến thăm một số hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn và viện nghiên cứu Australia cũng như cộng đồng người Việt tại Australia. Sau Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ thăm chính thức New Zealand trong chuyến đi này. Các quan chức ngoại giao của Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức phiên đối thoại thứ 10 về châu Á-Thái Bình Dương, đề cập đến quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Hôm 1 tháng 3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Crittenden đồng chủ trì cuộc đối thoại này, Thông tấn xã Việt Nam loan tin. Dịp này, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các cơ chế đối thoại, thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, Trợ lý Ngoại trưởng Crittenden có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc. Hai ông trao đổi các biện pháp triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Như VOA đưa tin, ông Crittenden đang có chuyến công du đến 5 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Singapore, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam và Brunei từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 để nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Hoa Kỳ với các đồng minh và đối tác ở khu vực này. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng mục đích của chuyến đi đến Hà Nội của ông Crittenden là tìm cách làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng, cởi mở, kiên cường và hòa bình. Hồi tháng 8 năm 2022 tại thủ đô Washington, ông Crittenden và ông Vũ cũng đồng chủ tịch phiên đối thoại thứ 9 về châu Á-Thái Bình Dương. Cục di trú Philippines vừa bắt giữ 13 công dân Việt Nam làm việc trái phép tại các spa và phòng khám sức khỏe trong một chiến dịch trấn áp lớn nhắm vào những người làm việc bất hợp pháp, truyền thông Philippines cho biết hôm 4 tháng 3. 13 công dân Việt Nam bị bắt khi đang làm việc trái phép tại nhiều spa và phòng khám sức khỏe ở các thành phố Makati, Paranaki và Pasay. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Cục Di trú Philippines theo dõi một người Việt bị tình nghi sở hữu một trong những spa và phòng khám chăm sóc sức khỏe liên quan. Ủy viên về nhập cư Norman Tansinko cho biết 13 người đã bị bắt vào ngày 29 tháng 2. Chúng tôi đã nhận được thông tin tình báo về sự hiện diện và hoạt động của họ, vì vậy tôi ngay lập tức ra lệnh bắt giữ họ, ông Tansinko nói, và cho biết thêm rằng những người này đã không có giấy tờ hợp pháp để xuất trình khi bị bắt giữ. Ông Tansinko cho biết 13 người Việt Nam bị bắt sẽ bị đưa ra tòa vì làm việc không có giấy phép hoặc không có thị thực phù hợp, vi phạm đạo luật nhập cư năm 1940 của Philippines. Hiện 13 công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại một cơ sở ở Tanguit của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Philippines để chờ hoàn tất thủ tục trục xuất về nước.